Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị con số 109 tỷ đồng. Đây là số tiền tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư để cải tạo và phát triển đàn trâu của tỉnh theo hướng lấy thịt. Theo đó, giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 sẽ triển khai thực hiện 3 huyện miền núi gồm Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long. Với việc lai tạo giống trâu bằng phương pháp nhảy trực tiếp, dự kiến số lượng nghé lai ra sẽ là 10.530 con. Ngoài ra, sẽ tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi trâu cho nông dân, xây dựng 130 chuồng trâu đực giống bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật, mô hình trồng cỏ và dự trữ rơm rạ làm thức ăn cho trâu. Trong tổng kinh phí đầu tư hơn 109 tỷ đồng, vốn ngân sách sẽ là hơn 6,9 tỷ đồng để mua trâu đực giống, mô hình trồng cỏ, làm chuồng trại, tập huấn kỹ thuật và vốn của người dân hơn 102,3 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí chăn nuôi trâu.